8 loại rau quả tốt cho nam giới hơn cả thuốc bổ. Hãy bỏ ngay suy nghĩ cho rằng hoa quả chỉ là đồ ăn vặt, bởi thực tế hoa quả có tác dụng rất lớn. Và nếu bạn biết cách sử dụng hợp lý, hoa quả còn có tác dụng thậm chí hiệu quả hơn cả thuốc bổ. Ví dụ một quả táo giúp bảo vệ tim, giảm béo, 2 quả quýt giúp bảo vệ dạ dày, chống ung thư, 3 quả dưa hấu tương đương với 1 viên Viagra. Sau đây là bí quyết lấy hoa quả làm thuốc bổ. 1 quả táo bảo vệ tim và giảm béo. Tỷ lệ nam giới mắc bệnh tim mạch vành cao gấp 3 lần so với nữ. Các nhà khoa học Hà Lan phát hiện, mỗi ngày ăn 1 quả táo có thể giảm 50% tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành. Nếu mỗi tuần sắp xếp 1 ngày làm ngày hoa quả, trong ngày này chỉ ăn 400g táo tươi, thông thường sau khi trải qua 5 ngày táo có thể rời ra bệnh tim mạch vành. Ngoài ra, táo còn có hiệu quả giảm béo. Đem ngày táo này chia thành 6 lần và ăn hết 1.500g táo tươi. Liên tục ăn 10 ngày táo sẽ nhìn thấy hiệu quả giảm béo. 1 quả quýt bảo vệ dạ dày, phòng chống ung thư. Dạ dày nam giới có tỷ lệ sử dụng cao hơn nhiều so với phụ nữ. Nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày cũng cao hơn. Các chuyên gia y học Úc nghiên cứu phát hiện, mỗi ngày ăn 2 quả thuộc loại cam quýt có thể giảm 50% nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. 3 quả dưa hấu tương đương 1 viên Viagra. Trong dưa hấu chứa rất nhiều citrulline, có tác dụng dược lý tương đương với Viagra. Ăn nhiều hoa quả rất có ích cho nam giới. Tuy nhiên những nam giới có đường ruột, dạ dày không tốt nên hạn chế ăn. Bởi vì dưa hấu là thực phẩm có tính lạnh, ăn quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng nhất định cho dạ dày và đường ruột. 10 quả nho đánh đuổi đột quỵ. Tỷ lệ nam giới mắc bệnh tim và đột quỵ cao hơn phụ nữ. Chỉ cần mỗi ngày kiên trì ăn 10 quả nho, tốt nhất không nên bỏ vỏ, sẽ có thể giải quyết vấn đề đột quỵ một cách nhẹ nhàng. 20 quả đào đối kháng với viêm khớp. Nam giới thường xuyên phải ra ngoài bươn trải khắp nơi, dễ bị viêm khớp. Nếu thường xuyên ăn đào hoặc uống nước đào có thể phòng ngừa viêm khớp. Mỗi ngày ăn 20 quả đào có vị chua cơ bản sẽ ức chế được đau nhức do viêm khớp gây ra. 50g hạt bí đỏ bảo vệ tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt là một nơi có thể gây họa cho nam giới trung niên. Mỗi ngày kiên trì ăn một nắm hạt bí đỏ khoảng 50g đảm bảo sẽ không bị nó quấy nhiễu nữa. Ngoài ra còn có một số loại thực phẩm chữa bệnh như ăn nhiều rau chân vịt bảo vệ thị lực. Mỗi tuần ăn 2-4 lần rau chân vịt có thể đạt được mục đích bảo vệ thị lực. Ăn nhiều câu kỳ từ bổ thận mạnh nguyên khí. Bổ thận từ trước đến nay luôn là môn học cần thiết cho nam giới. Thận là cột trụ của nam giới. Trước đây rất phổ biến cách bổ thận lấy hình bổ hình, tức là ăn nhiều các loại nội tạng và đồ biển có thể đạt được hiệu quả bổ thận. Tuy nhiên hàm lượng cholesterol trong các loại thực phẩm này quá cao nên thường dẫn đến cao huyết áp. Đối với những đàn ông trung niên không thể lơ là với cholesterol. Các thực phẩm giàu vitamin E lại không hàm chứa cholesterol đều là các thực phẩm bổ thận rất tốt, trong đó câu kỳ tử nên là lựa chọn đầu tiên. Ngoài ra, vừng đen, óc chó đều là các thực phẩm tốt để bổ thận.